quay trở lại bên trên đồ ăn là phút đi lắm nha. Thái Loan xin chào mọi người, hôm nay chị để 29 mọi người có châu chơi không? No problem. Mình đang đi ra tới chơi với là không buồn rồi nha các bạn. Đây một thức ăn ở đây là tại vì nó có cái phần nước chấm nước mắm đường nha bạn, chan vô ăn nó rất là ngon. Dạ mình vô ăn thử thôi nha. Hãy
thì dai ngon lắm nè. Đây gà đây là điều là gà ta rất là ngon. Trên đường Nguyệt Bảo gần chỗ chợ Nguyễn Chí Phương đó mọi người, mọi người á. Thì ngoài mì thì nó còn có hủ tiếu, bún miếng luôn mọi người. Miếng cũng rất là ngon, cũng ăn hủ miếng rồi. Cái này cũng sáng sớm đông lắm mọi người, sợ là không có bàn ghế cho mọi người ngồi á. Hôm nay cha con mình tới hơi trễ, tầm khoảng 10 giờ rồi. Nên cũng vắng bốc khách rồi. Bị lên đường mình đi ngang vòng vòng ngoài quận 1 cho các bạn xem coi Sài Gòn quận 1 như thế nào nha mọi người. Coi nó chưa con? Rồi. Giỏi. Coi ăn giỏi quá, coi ăn hết. Mua lại nó công ty nó mất tiền thôi, nhưng mà thực sự
người. Đây điện biên phương của mình, điện phương của nó chính là điện gọi là bệnh viện sùng chính đó mọi người. Trước năm 75 thì đây là bệnh viện do hội quán sùng chính, tức là một trong những hội quán của người Hoa ở Sài Gòn, họ đã xây dựng bệnh viện này. Đang đứng trên đường Trường Hưng Đạo, ngã tư Trường Đạo của Trường Hưng Cộng. Một bệnh viện đó là ngôi mộ của nhà Phát Hồng. Chưa bệnh viện các bạn, đây là bức này đây. Đây đây là bức mộ của nhà Phát Hồng. Quay thôi.
tí tới Sài Gòn. Bây giờ họ đang trùng tu lại, sơn sửa lại, trùng tu tốt rồi, họ dựng giàn giáo, họ sơn, họ sửa lại rất là nhiều. Đây, đây chính là nhà thờ Đức Bà, một trong những ngôi nhà thờ cổ nhất của Việt Nam mình luôn các bạn. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha. Thôi bye bye mọi người.